qua Bình Dương ghé lại Thuận An, nghe danh trường em Trần Đại Nghĩa anh hùng, một niềm tin mới vây gọi cất cánh bay xa, tung cánh muôn phương trời. Ta nhớ về một thời học sinh mãi lớn khôn nên người khắc ghi lòng lời thầy cô Trần Đại Nghĩa, ôi bao mến thương bồi nhớ tiếng nói thiết tha từ ngày qua cấp xích đến trường bao giờ nhạt phai. Nay sân trường em sang người ngàn mùa, siêng năng học chăm rèn luyện tốt mỗi ngày, để một ngày mai chúng mình hướng tay cao xa, thắp sáng trong muôn người bao thế hệ cùng một niềm tin luôn khắc ghi trong lòng giang cô thầy của trường em. Lời thầy cô ôi bao vẫn vương từ ngân hoa khoe môi sắc hương, dù lòng ta đem hết sức mình dựng xây tương lai thắp sáng. Bình Dương ghé lại Thuận An, nghe danh trường em Trần Đại Nghĩa anh hùng, một niềm tin mới vây gọi cất cánh bay xa, tung cánh muôn phương trời. Ta nhớ về một thời học sinh mãi lớn khôn nên người khắc ghi lòng lời thầy cô Trần Đại Nghĩa, ôi bao mến thương bồi nhớ tiếng nói thiết tha từ ngày qua cấp xích đến trường bao giờ nhạt phai. Nay sân trường em sang người ngàn mùa, siêng năng học chăm rèn luyện tốt mỗi ngày, để một ngày mai chúng mình hướng tay cao xa, thắp sáng trong muôn người bao thế hệ cùng một niềm tin luôn khắc ghi trong lòng giang cô thầy của trường em. Lời thầy cô ôi bao vẫn vương từ ngân hoa khoe môi sắc hương, dù lòng ta đem hết sức mình dựng xây tương lai thắp sáng cuộc. Từ ngân hoa khoe môi sắc hương, dù lòng ta đem hết sức mình dựng xây tương lai.